Em test cho bác khách cái nồi áp suất nhé. Rồi, này. Em nồi 5,5 lít này, em đã cho nước vào rồi nhá. Cho nước vào rồi. Đấy, bây giờ thì em sẽ đóng vào nhé. Quy cách đóng như sau, nó có cái nút bật này. Đó. Đây nhá. Mình lúc nào cũng phải đóng cho chắc chắn hai cái mũi tên này. Mũi tên này trên này và mũi tên dưới này trùng nhau nhá. Sau khi mũi tên dưới và trên và dưới mũi tên trùng nhau này, chúng ta ấn thử. Đó, ok, nồi nó đã phẳng phiu xuống nhá. Sau đó chúng ta đó, và đây đóng vào đây thì nó sẽ vướng cái ngưỡng này nhá. Đó, chúng ta bật thử lên thế nào. Bật lên. Đó. Đấy, ok. Đấy, vậy thì là gì? Nên thì là cho vào. Đấy, xuống dưới là khóa nhá, xuống dưới là khóa rồi không ấy được nhá. Đó. Xuống dưới là khóa rồi. Ok. Đây, cái này thì nó đang đấy, vanh này thì chúng ta sẽ phải để là phẳng này nhá. Ok nhá. À, em sẽ bắt đầu để đun nhá. À, rồi. Ok, chúng ta đợi một chút xíu. Đấy. Bây giờ nhá. Cái này nó đã bật bi lên rồi thì đấy, quý vị nhìn này. Quý vị có muốn ẩn cái này lên để mở ra cũng không được nữa, bởi vì nó đã đủ áp suất để nó đẩn cái bi này lên, đẩn cái van này lên rồi nhá. Bây giờ chúng ta xem này, đấy, xung quanh này ok nhá, không có hở hiệp gì nhá. Đấy. Không có hở hiệp gì nhá, vì áp suất nó đã rất tốt rồi. Đấy. Quý vị lưu ý khi đậy gioăng nhé, chỉ cần đậy lệch cái này nó chèn đứt gioăng, nó cắn đứt gioăng là cái nồi này nó sẽ gần như là nó sẽ bị phì hơi nhá. Ok nhá. Bây giờ cái này nó bật lên rồi thì chúng ta sẽ chỉ có đợi cái này là nó xì ra đây thôi nhá. Sau đó chúng ta sẽ giảm lửa nhá. Ok quý vị nhá. Đấy. Rất ok rồi. Em đã test và nó đã gần như là không có cái xì hơi nhá. Bây giờ chúng ta sẽ đợi một chút xíu để cái hơi ở phần trên này nó sẽ ra. Ok, khi mà nó đã xì ra rồi thì bây giờ chúng ta sẽ hơi giảm nhỏ lửa lại nhé quý vị nhé. Đó. Không có thì chẳng hạn như quý vị linh xương hoặc linh các thứ gì đấy thì nó sẽ ra hết mất nước, nó phí ra nhé. Đó. Ok quý vị nhìn này, đó. Đó. Xung quanh nồi rất ok rồi nhé. Đó. Đó. Xung quanh nồi rất ok rồi nhé. Đó. Đó. Rất kín. Đó. Thì khi mà chúng ta sử dụng đến nhé, khi ta cho sử dụng này thì quý vị chỉ nên để cho nó một tí xì trên này thôi, chứ đừng để nó xì quá, chẳng hạn nhiều quý vị quên mất đun này, cứ để xì khỏe nhảy nhá. Đấy, tức là nó để nó cứ xì ra rất nhiều nhảy nhảy, nó như này nó rất phí hơi nước, chẳng hạn ninh xương toàn nước cốt, để nó xì ra phí ra để nó cạn. Đấy, ví dụ mình sẽ giảm xuống. Đấy, để cho nó đủ cái lượng áp suất thôi. Đây là khi mà dư áp suất ra quá thì nó mới phì ra. Đó. Đó. Đó.
mình chỉ để mình để vừa phải thôi nhé. Đó, mình để rất vừa phải, không để nhiều. Đó. Đấy, nó chỉ có hơi thoang thoảng một chút xíu nhẹ này thôi quý vị. Đó. Đấy, thậm chí như em này, em còn nhỏ thêm tí nữa thôi, để một tí thôi, nó chỉ còn thoang thoảng nhẹ một tí thôi. Đó. Bởi vì nó áp suất quá đủ rồi, mình chỉ cần tăng cái nhiệt lượng vừa phải nhỏ thôi, thế là được nhé. Đấy, ok nhé, em đã test xong rồi nhé. Đấy, nồi rất ok. Đó. Các bạn an tâm vì nồi này nhà em không phải test một lần đâu ạ. Tất cả các nồi hàng về nhà em test vài lần nhé. Và khi quay cho các bác qua test một lần, trước khi quay test một lần và sau khi nhận tiền của các bác này, em lại test một lần nữa để bàn giao nhé. Đó. Ok, bây giờ thì tiết mục là em sẽ hướng dẫn các bác là chúng ta đã đun chín rồi nhá, chín thức ăn rồi, bây giờ khách khứa đã có rồi mà muốn lấy ra ngay thì nhào, thì bây giờ chúng ta sẽ phải xì nhảy. Đó. Đó. Thấy chưa? Đó. Đấy, nhiều thế này chưa? Bao giờ cái này phải tụt xuống nhá, nó áp suất cực cao luôn quý vị ạ. Cho nên là không phải là đùa đâu, những cái lồi mà hàng chợ các thứ, những cái lồi hàng chợ ấy, không chịu được nhiệt, cho nên dùng vài ba bữa nó hỏng ngay, bởi vì nồi nó mỏng dính, nồi nó phải dày dặn ngày thì mới chịu được nhiệt chứ. Cái áp suất của nó, nó quý vị thấy kinh khủng luôn, chứ không phải là ít đâu nhá. Nồi áp suất của nó bật cả người được luôn ấy, nhưng mà ít gì đâu mà. Này. Thôi nó khỏe lắm. Đấy. Quý vị thấy chưa? Đấy, xì nhai giờ vẫn còn chưa hết này nhá. Đấy, vẫn áp suất trong nồi vẫn là đầy đây này. Đấy, đây này. Nhiều chưa? Đấy, chưa xuống luôn. Đấy, rất nhiều luôn nhé quý vị nhé. Vẫn đầy áp suất luôn. Đấy, thấy chưa? Tức là trong nồi này nó quá nhiều áp suất, cho nên là nó phải nồi nó phải cực kỳ dày dặn mới chịu được nhiệt. Đấy, như mấy như nồi tàu ngoài chợ thì ba bữa quý vị thấy là nó đun hỏng ngay. Đấy. Rồi, ok, lần này chắc là hết rồi. Đấy, vẫn chưa hết luôn. Đó. Đấy, quý vị thấy chưa? Đó. Nhiều thế cơ mà. Úi giời. Úi giời, úi giời, úi giời, úi giời. Úi giời, úi giời. Úi. Đấy. Ok. Cái này nó tụt xuống, bây giờ mình bắt đầu mới mở được nhá. Quý vị nhìn này. Đó. Đó, đẩn lên. Đó. Đẩn lên mới mở được, đẩn lên là mở, còn kéo xuống là khóa nhá, quý vị lưu ý. Đấy, khi đun. À, quý vị này. Đấy, thấy chưa? Em mở hơi ngược. Em mở hơi ngược tay một tí là coi nhà đã nó đã nóng vào tay rồi nhá. Đấy. Đây. Đó, ok. Đó. Đấy, quý vị thấy chưa? Ok nhá. Đấy, nhìn này. Đấy, úi giời. Áp suất của nó là kinh điển. Đấy. À, trường hợp hi hữu thì mình mới nên mở nhà nhá quý vị nhá. Dạ vâng. Em xin được kết thúc cái video test cái nồi đây cho bác khách nha, ở Nghệ An. Bác đã mua cái nồi gọi là quá đẹp này nhá. Đấy, nồi rất đẹp này. 5,5 lít. Vâng, của hãng Wonder Chef. Dạ vâng, em xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bác vào những video tiếp theo của em. Bác nào có nhu cầu về mua về nồi thì alo cho em tiếp theo số 0966594581. Em có rất nhiều các loại dòng loại nồi về để cung cấp phục vụ các bác nhé. Vâng, em xin cảm ơn ạ.